Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ là một trong những đơn vị đã nỗ lực tìm hiểu về biến chủng Omicron sau khi nó được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phân loại là biến thể đáng lo ngại. Và trong báo cáo hàng tuần về bệnh tật và tỷ lệ tử vong, các nhà nghiên cứu tại cơ quan này đã công bố các triệu chứng sơ bộ của biến chủng Omicron. Báo cáo hàng tuần về bệnh tật và tỷ lệ tử vong của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nói rằng ho là triệu chứng phổ biến nhất, gây ra cho 89% những người bị nhiễm bệnh báo cáo liệt kê ho, mệt mỏi và nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi là ba triệu chứng phổ biến nhất. Khó thở, tiêu chảy và mất vị giác hoặc khiếu giác nằm ở cuối danh sách của CDC Mỹ. Báo cáo cho hay các triệu chứng ở những người đã được tiêm chủng và những người bị nhiễm SARS-CoV-2 trước đó nhẹ hơn so với những người chưa được tiêm chủng. Tuy nhiên, các tác giả lưu ý, đặc điểm của các trường hợp được mô tả trong báo cáo này có thể không tổng quát được vì các phát hiện có thể liên quan đến các đặc điểm riêng lẻ của cá nhân.